sân của bà đừng chắc xa. Y cha cha, sao đến giờ chồng rồi mà cũng đừng dân quê dân quắc như chùa bà đến vậy hả? Ông hoàng đâu chẳng thấy, thấy ta đi lộn điểm chầu. Lộn đâu mà lộn, đây đúng là chỗ điểm chầu hàng năm. Chúng ta vẫn lên để trình sớ tấu quân với Ngọc Hoàng mà anh hai. Sao
Mà Ngọc Hoàng lại nói em làm nhỏ ông Táo vậy. Em như vậy nè, em không làm lớn thì thôi chứ sao lại làm nhỏ được hả Ngọc Hoàng? Chào Thánh Mẫu nương nương. Chào Hằng Nga muội muội. Mấy ngàn năm trôi qua thiệt là nhanh quá đi thôi. Hôm nay chị em chúng ta mới có dịp gặp lại nhau, thiệt là vui, vui quá đi muội muội ơi. Trời ơi, tỷ tỷ của em vẫn xinh đẹp như thuở nào, chứ đâu có như em nè. Em ước mơ mơ gì tuổi 70, tuổi 71. Em ước mơ em được như là tiên nữ, mang phép tiên cho hoa, biết nói được tiếng người, mang phép tiên cho người chấp cành bay giữa trời. Nhưng mà nương nương biết không, xuân hoa hoa tàn dung nhan lũi vô bụi, nên giờ đây dáng dấp của em nó rút lại còn con thức mốm à. Ông mẹ ơi, em cứ tưởng chị Hằng á là chứng dài tới nách, chứ ai ngờ nách dài tới chứng luôn hỏng lối, phải không quý vị? Dạ bẩm Thánh Mẫu nương nương, không biết hôm nay nương nương bị bệnh gì hay sao mà che mặt hoài vậy Thánh Mẫu nương nương? Ta đâu có bệnh gì đâu, ta che mặt để tránh COVID-19 đó mà. Ai nè, mấy người đã chích đủ vaccine hết chưa vậy? Nếu đã chích rồi thì ta cũng không cần che mặt nữa làm chi, thiệt là khó thở quá đi thôi. Bấm Thánh Mẫu nương nương, chúng thần đều chích đủ 3 mũi vaccine. Nếu đã chích ngừa rồi thì đã cho phép mọi người có thể bỏ khẩu trang ra để thờ cho thoải mái. Kính bẩm Ngọc Hoàng, sau hơn 2 năm trôi qua vì con yêu tính dịch vật COVID hành hạ, năm nay nhờ có thuốc vaccine đầy đủ nên chúng thần xin lên đây trình sớ táo quân cho Ngọc Hoàng rõ về tình hình của nhân loại với trần gian. Ok, ta đang lặng nghe. Vậy cả cái này bắt đầu trình tấu. Muôn tâu Ngọc Hoàng, thần là chồng nhỏ của bà Táo Soạn, xin trình tấu sơ qua về tình hình nước Mỹ trong 2 năm vừa qua. Kính bẩm Ngọc Hoàng, tình hình nước Mỹ 2 năm vừa qua thiệt là sóng gió, biết bao nhiêu chuyện kể sao cho hết, cho nên thần mới tóm lược sơ qua về chuyện chính yếu 2020, vi khuẩn xuất hiện ở xứ Tàu Cộng, lan tràn tứ tán trên khắp địa cầu, từ Âu sang Á, người chết như rã, thật là khủng khiếp. Chính phủ lo âu, tìm phương cứu chữa, khẩu trang y tế, thuốc rửa tay khô, vaccine chích ngừa, ngăn chặn lây lan, kịp thời đáp ứng để cứu người dân nặng cứng COVID ở xứ Hoa Kỳ và toàn thế giới, cho đến hiện nay cũng vẫn đang còn biến chứng lung tung, thật là mệt mỏi, mệt mỏi cái mà mệt mỏi. Tấu chương đã dài, thần xin chấm dứt cái mà chấm dứt. Xin bạch Ngọc Hoàng, thần là Táo Soạn, xin báo cáo lên tình hình hội huệ. Trong 2 năm qua nín thở qua sông, chờ qua đại dịch, trong mùa chống dịch hồi trường xin đi, và luôn tìm tòi COVID vaccine, kịp thời thông báo khắp mọi hội viên, giúp đỡ địa phương áo quần thực phẩm. Mong sao năm mới, đại dịch trôi qua, còn phải tập dượt mừng ngày nhớ Huế vào cuối năm nay. Tàu chương của thần đến đây chấm dứt kìa mà chấm dứt. Đâu rồi he? Chà, không biết nó nằm ở đâu. Bà ơi, cái tờ sớ táo quân á, trước khi lên đây tôi lặn ở trong cái lưng quần, sao mà giờ đây nó tuột đâu mất tiêu rồi, thiệt là khổ cho cái thân của tôi.
cái ông đi thiệt là lỗi thôi. Có ngồi một tờ sở để trình tấu tình hình Việt Nam, rứa mà cũng để rớt mất. Ngọc Hoàng xử phạt ông là cái chắc rồi đó. Suốt ngày chỉ lo ăn mì ngủ. Ui da, đau quá bà ơi. Nè, tôi đã biết cách để thay đổi chương trình rồi, bà đừng có lo quá. Muốn tấu Ngọc Hoàng, thần xin trình tấu về nỗi khốn khổ của người Việt khi phải đối phó với dịch trong 2 năm vừa qua. Ok. Cuộc sống bình yên cho nhân loại. Ta tuyên bố bãi châu, chúng ta hãy lên đường đi vô game.